Một thằng ăn cướp. Thủ yểm tâm ngũ phong là diện một hai tả cất tả địa đơn tả phục hộ thủ thủ yểm tâm lương thủ bản năng một hai đơn tả phục hộ tả thủ yểm tâm long quyền đàn nhãn lưỡng thủ tà cướp hoành thân thế tọa hữu thủ hiểm tâm long quyền đàn nhãn lưỡng thủ yêu cướp tước quân bạt kiếm bãi tổ thơ mã một hai ba bốn con nghỉ 30 giây. Đấy cái bố cứ dạy cho con. Thấy chưa? Đọc đúng đâu. Vẫn chân sai lung tung cả. Được lúc bố dạy là các con, bố dạy là các con học theo. Còn khi bố gọi con dạy hay là những buổi chiều về buổi sớm thì các con tập phải tự giác tập, tự tập mới giỏi được. Nắm chân bước lên hai bước bước thôi như trên bước sang bên em một bước bước chú ý nghiêm mấy hôm con bị ốm Minh Tân bị ốm thì không tập hôm nay con các con tập lại ôn lại nhá các đòn đấm ba đòn đấm chú dọn chân ra đấm thẳng một hai ba bốn 5, 6, 7, 8, 9, 10, đấm múc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đấm vòng cờ.
7 8 9 10. Thôi, nghiệp. Khi bố dạy cho con là chúng ta đứng thẳng để tập cho con đỡ mỏi chân, được chưa? Nhưng mà các con tập cao hơn rồi, dần dần quen rồi, các con phải đứng tấn, là trung bình tấn, bố chỉ lấy ví dụ thôi. Nhìn thấy nhá. Mấy bữa dẫn giờ chuông cho đi rồi, được chưa? Thế thế là bố chỉ dạy các con đánh 10 lần thôi. Chứ về sau các con phải đấm đồ mấy chục lần, hàng trăm lần, được chưa? Được chưa? Đấy. Thôi đến giờ đi nghỉ, về ăn cơm. Chú ý. Nghiệp. Nghỉ. Con về đi. Bố tắm một tí đã. Thôi thôi.